giám khảo Thu Minh quay trở lại với chúng ta. Rất tiếc thí sinh nhận số lượng bình chọn thấp nhất đêm nay. Ngọc Việt. Được chào đón quý vị đang đến với thần tượng âm nhạc Việt Nam mùa thứ 6. Kính thưa quý vị, chúng tôi xin được chân thành cảm ơn quý vị đã luôn yêu quý, động viên cũng như là nhắn tin cho các thí sinh và đồng hành cùng với chúng tôi trên con đường tìm ra thần tượng âm nhạc Việt Nam năm nay. Kính thưa quý vị, và bây giờ đây, chúng ta hãy cùng chào đón top 6 của thần tượng âm nhạc Việt Nam mùa thứ 6. Hãy cùng chào đón Bích Ngọc với mã số bình chọn 1. Minh Quân với mã số bình chọn 2. Trọng Hiếu với mã số bình chọn 3. Nguyễn Duy với mã số bình chọn 4. Hà Nhi mã số bình chọn 5. Và cuối cùng Vân Quỳnh với mã số bình chọn 6. Một lần nữa thì chúng ta hãy cùng dành những tràng pháo tay thật lớn để dành tặng cho top 6 của thần tượng âm nhạc Việt Nam mùa thứ 6. Kính thưa quý vị và các bạn, đêm nay thì top 6 của chúng tôi sẽ gửi đến tất cả quý vị những lời tâm sự mà họ sẽ gửi đến những người họ yêu thương trong đêm nhạc với chủ đề Gửi Lời Yêu Thương. Một tuần vừa qua thì top 6 của chúng tôi đã tập luyện và chuẩn bị rất là kỹ càng cho đêm nay. Và buổi tối ngày hôm nay, điều quan trọng là tất cả khán giả khi theo dõi chương trình, quý vị ơi, hãy sẵn sàng điện thoại trong tay để nhắn tin bình chọn cho thí sinh mà quý vị yêu thích nhất. Và bây giờ, không thể không kể đến những vị giám khảo rất quan trọng của đêm nay. Hãy cùng chào đón ca sĩ, nhạc sĩ Thanh Bùi, ca sĩ Thu Minh, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và giám khảo khách mời nhạc sĩ Đức Trí. Kính thưa quý vị, vừa rồi thì Duy Hải đã giới thiệu đến quý vị top 6 của thần tượng âm nhạc Việt Nam cũng như là ban giám khảo của đêm nay. Và bên cạnh đó thì Duy Hải đã giới thiệu đến quý vị mã số bình chọn của từng thí sinh. Quý vị ơi, hãy sẵn sàng để nhắn tin bình chọn cho thí sinh mà quý vị yêu thích nhất nhé. Và bây giờ xin mời các bạn vào bên trong để chuẩn bị cho phần thi của mình. Trong lúc này thì Duy Hải sẽ giao lưu với các vị giám khảo. Kính thưa quý vị, như chúng ta đã biết, đó là nhạc sĩ Đức Trí lần đầu tiên ngồi vào ghế giám khảo của một chương trình truyền hình. Nên ngày hôm nay chắc chắn rằng Duy Hải sẽ tranh thủ thời gian để khai thác thông tin từ anh. À, nhạc sĩ Đức Trí ơi, xin được chào anh ạ. Xin chào ạ. Anh Đức Trí đã sẵn sàng để trả lời câu hỏi của Duy Hải chưa ạ? Ok. Anh Đức Trí, anh có nhớ là anh đã có bao nhiêu ca khúc sáng tác cho một ai đó? Sáng tác cho một ai đó thì lúc nào tôi biết tôi cũng sáng tác cho một ai đó. Và riêng một ai đó thôi. Chỉ một người thôi. Chỉ có khi mà đến ca khúc khác thì tôi mới lại viết riêng cho một người khác. Nhưng mà anh Trí ơi, anh có bao nhiêu ai ạ? Cho tới bây giờ thì tôi có khoảng 100 bài hát. Wow, rất là nhiều đúng không ạ? Và đêm nay rất là vui mừng được chào đón nhạc sĩ Đức Trí đến với đêm gala 4 của chúng tôi với chủ đề Gửi Lời Yêu Thương. Kính thưa quý vị, và như tuần trước thì đêm nay thì mỗi thí sinh của chúng ta sẽ có 5 phút để bình chọn cho mỗi phần trình diễn của thí sinh. Nên là quý vị ơi, quý vị ngay từ bây giờ hãy sẵn sàng điện thoại trong tay để chúng ta bình chọn cho thí sinh mà quý vị yêu thích nhất nhé. Và Duy Hải xin được lưu ý một lần nữa, đó là mỗi phần trình diễn của các thí sinh, chúng ta chỉ có 5 phút để bình chọn cho thí sinh đó. Và mỗi thuê bao chỉ được nhắn tối đa là 3 tin nhắn cho mỗi thí sinh. Và buổi tối ngày hôm nay, một thí sinh nhận số lượng bình chọn thấp nhất sẽ phải chia tay với chương trình. Và chắc chắn rằng thí sinh dự thi đầu tiên buổi tối ngày hôm nay là một thí sinh rất là áp lực.
Nên chúng tôi hy vọng rằng tất cả quý vị ở tại phim trường cũng như là đang theo dõi trên truyền hình, hãy cùng sẵn sàng điện thoại trong tay quý vị nha, để nhắn tin cho thí sinh đầu tiên này. Và đêm nay thì chúng tôi sẽ có một vị khán giả may mắn nhận được giải thưởng tiền mặt là 20 triệu đồng từ nhãn hàng Clear và Close Up. Và bây giờ Duy Hải xin được giới thiệu đến quý vị phần trình diễn đầu tiên, đó là thí sinh Bích Ngọc. Và quý vị hãy nhắn tin với cú pháp 1 và gửi về tổng đài 6370. Chúng ta chỉ có 5 phút bình chọn cho Bích Ngọc mà thôi. Và bây giờ hãy cùng thưởng thức phần trình diễn của Bích Ngọc, và 5 phút bình chọn dành cho Bích Ngọc bắt đầu. Người duy nhất mà Ngọc muốn nhắn gửi yêu thương đó chính là mẹ. Ngọc đã chọn rất là nhiều bài hát về mẹ, mà lần nào hát những ca khúc về mẹ thì Ngọc đều khóc hết. Nên Ngọc đã có một cuộc nói chuyện với mẹ. Thì mẹ Ngọc mới nói là con chọn bài nào cũng được, mẹ cũng đều thích hết. Ngọc sẽ hát một ca khúc Chậm Lại Một Phút của ca sĩ Giang Mai Hương. Thông qua ca khúc này, Ngọc cũng muốn gửi gắm đến tất cả mọi người, đôi khi mình hãy sống chậm lại một phút để chúng ta có thể hiểu nhau và yêu nhau nhiều hơn. Chậm lại một phút.
xin được cảm ơn nhóm bè Cadillac và cảm ơn Bích Ngọc với phần trình diễn vừa rồi. Kính thưa quý vị, hãy tiếp tục nhắn tin bình chọn cho Bích Ngọc quý vị nhé. Và hãy nhắn với cú pháp 1 và gửi về tổng đài 6370. Hoặc quý vị cũng có thể bình chọn thông qua ứng dụng Momo chuyển tiền. Và khi quý vị bình chọn thông qua ứng dụng Momo chuyển tiền thì quý vị sẽ được miễn phí 3 tin nhắn đầu tiên. Và bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe lời nhận xét từ phía giám khảo Thu Minh. Xin mời chị ạ. Quý vị khán giả thấy cái bài hát mở màn đầu tiên như thế nào ạ? Vỗ tay cơ bộ hưng phấn quá, quý vị hưng phấn quá. Nhưng mà đối với chị thấy em có một cái vấn đề lớn lắm. Vấn đề rất là nghiêm trọng ở đây. Đó chính là tại sao cứ mỗi lần mà em hát một cái bài hát của ai đó thì em lại biến cái bài hát đó thành của em vậy? Mấy hôm trước là anh Thanh Bùi là đã bị cả ăn cắp bài rồi. Rồi hôm nay lại tới bài này nữa, mai mốt không được hát bài của chị nhá. I love you. Vâng, xin được cảm ơn lời nhận xét rất là tích cực từ phía giám khảo Thu Minh. Và baby, bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe lời nhận xét từ phía nhạc sĩ Đức Trí. Mời anh ạ. Hôm qua tôi đã được nghe bạn tập bài hát này và tôi hơi lo lắng bởi vì bạn biểu diễn hơi kịch tính bài hát này. Nhưng hôm nay bạn đã tiết chế lại và bạn đã thực sự thuyết phục tôi. Và tôi nghĩ rằng là để biểu diễn một cái bài hát, quan trọng nhất là chúng ta tạo được một cái dấu ấn của chính bản thân chúng ta cho bài hát đó. Và tôi rất thích khi bạn chuyển từ cái đoạn phim khúc sang điệp khúc, bạn lắng lại, đúng nghĩa là chậm lại một phút để bạn đưa vào và tất cả mọi người nín thở để nghe bạn hát cái câu hát đó. Bạn đó là hoàn toàn thuyết phục tôi với bài hát đó. Chúc mừng bạn. Xin được cảm ơn nhạc sĩ Đức Trí và chúc mừng Bích Ngọc với phần trình diễn đầu tiên này. Cảm ơn Bích Ngọc rất nhiều. Kính thưa quý vị, thời gian bình chọn dành cho Bích Ngọc đã kết thúc. Và ngay bây giờ đây thì chúng tôi xin mời quý vị hãy tiếp tục sẵn sàng điện thoại trong tay cùng thưởng thức tiết mục tiếp theo này và nhắn tin bình chọn cho thí sinh Minh Quân với mã số 2 và gửi về tổng đài 6370. Nào, xin mời những khán giả yêu thích Minh Quân cũng như là khán giả đang theo dõi chương trình. Quý vị ơi, chúng ta hãy cùng lắng nghe, lắng xem Minh Quân sẽ gửi thông điệp yêu thương gì và đến ai. Và bây giờ, 5 phút bình chọn dành cho Minh Quân bắt đầu. Đêm thi tuần này sẽ là đêm thi có ý nghĩa đặc biệt đối với Quân, bởi vì Quân sẽ hát cho người phụ nữ đặc biệt nhất của đời mình. Đôi khi trong cuộc sống thì có một điều lạ lùng là cái người mà chúng ta yêu thương nhất và gần gũi nhất lại là người chúng ta khó thể hiện tình cảm nhất. Quân cảm ơn người đó rất nhiều vì đã sinh ra Quân. Cảm ơn người đó rất nhiều vì người đó đã phản đối Quân khi mà Quân quyết định theo con đường nghệ thuật. Bởi vì nhờ có cái sự phản đối đó mà Quân quyết liệt hơn và Quân có cái quyết định đầu tiên quan trọng trong cuộc đời của mình. Và để giờ đây khi người đó có mặt tại đây, Quân sẽ thể hiện cho người đó thấy mình yêu âm nhạc như thế nào và mình yêu người đó như thế nào. Lời ru xa rời
giấc mơ thâu vẫn mang cho con ấm êm một đời, hạnh phúc khi con cười, yên lòng khi thấy con vui. Mẹ đã nâng con dậy khi con ngã trên đường đời, dù cho nắng có phai tàn, dù cho tóc đã pha màu buồn, cho dù mắt nhắm tay buồn, dành cho con hết mọi buồn đi. Con vui, mẹ đã nâng con dậy khi con ngã trên đường đời, dù cho nắng có phai tàn, dù cho tóc đã pha màu buồn, cho dù mắt nhắm tay buồn, dành cho con hết mọi nguồn yêu thương. Xin được cảm ơn Minh Quân. Kính thưa quý vị, hãy tiếp tục nhắn tin bình chọn cho Minh Quân với mã số 2 và gửi về tổng đài 6370 quý vị nhé. Hoặc quý vị có thể bình chọn thông qua ứng dụng Momo chuyển tiền. Và chúng tôi hy vọng rằng với ca khúc Lời Ru Cho Con vừa rồi thì Minh Quân đã thể hiện chạm được đến trái tim của tất cả quý vị khán giả. Bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe lời nhận xét từ phía giám khảo. Xin mời anh Thanh Bùi ạ. Quân, bữa tối nay anh cảm nhận đây là một người nghệ sĩ đang bắt đầu phát triển. Anh nghĩ về mặt kỹ thuật, về mặt nhịp của em, những nốt hơi bị phô, anh sẽ không nói về những cái điều đó ngày hôm nay. Bởi vì anh nghĩ là cái quan trọng của ngày hôm nay là anh muốn nhắm mắt và cảm được em thật sự có chia sẻ được cho anh cái cảm xúc của bạn này không. Thì rồi anh cũng là sống xa gia đình cũng lâu lắm rồi, và cũng là 8-9 tháng anh chưa gặp ba mẹ của anh. Khi em hát cái bài đó, anh thật sự anh nổi da gà, bởi vì anh cảm được từng cái lời chia sẻ của em, từng cái biểu cảm của em. Và anh chỉ là muốn khuyến khích em càng thoải mái khi em hát, cái chất nghệ sĩ của em nó sẽ càng rõ ràng hơn cho khán giả của em. Anh rất là mong em sẽ tiếp tục như vậy cho anh. Chúc mừng em. Xin được cảm ơn anh Thanh Bùi và tiếp tục cho Duy Hải, mời chị Thu Minh ạ. Lại nói nữa hả? Cũng giống như là anh Thanh Bùi nói ấy, thì ngày hôm nay chị cảm nhận được là một cái điều, cái sự thoải mái và cái nhẹ nhàng của em nó làm cho em có một bước tiến hơn trong cái cách hát của em. Đó chính là cái cảm xúc của em nó nhẹ nhàng và nó dâng trào dễ dàng hơn là khi mà em quá là một chút gì đó căng thẳng và muốn thể hiện và gồng mình cố gắng. Thì bản thân cái giọng của em á, đó đã rất là bắt mic, rất là vang, rất là sáng. Có thể nói là em là một trong số những thí sinh có giọng vang và sáng tốt nhất ở trong hiện tại bây giờ. Chị có thể nói là như thế. Đó, nhưng mà chỉ duy nhất một điều đó chính là sao? Hãy tận dụng và hãy uyển chuyển cái giọng hát của em. Đừng để cái độ vang sáng và cái độ bám mic đó nó khiến cho cái giọng hát của mình đôi lúc nó như bổ củi. Em hiểu không? Thì nó lại ngược lại, nó lại làm cho cái, tức là nó cái gì nó cũng mạnh, nó cũng phang ra, em hiểu không? Thì chị gọi đùa là bổ củi. Thì đôi lúc nó sẽ ngược lại, nó sẽ là cái không phải là ưu điểm mà là nhược điểm. Cho nên hãy tận dụng cái điều đó, uyển chuyển cái giọng hát của em và thả hồn nhiều hơn nữa, thả lỏng hơn nữa. Chị nghĩ ngày hôm nay em đã phần nào đó rất là thành công với bài hát này. Xin cảm ơn chị. Xin được cảm ơn nhận xét của giám khảo Thu Minh và chúc mừng Minh Quân. Và chúng tôi xin được thông báo với tất cả quý vị là thời gian bình chọn dành cho Minh Quân đã kết thúc. Và chúng tôi sẽ quay trở lại với quý vị với phần trình diễn của Trọng Hiếu và Nguyễn Duy sau ít phút nữa.
xin được cảm ơn quý vị đã chọn xem Thần Tượng Âm Nhạc Việt Nam mùa thứ 6 buổi tối ngày hôm nay trên kênh VTV3 Đài Truyền Hình Việt Nam. Kính thưa quý vị, đêm nay là đêm trình diễn và công bố kết quả của Gala 4. Và đêm nay thì các thí sinh của chúng tôi sẽ gửi đi những thông điệp yêu thương đến người mà họ yêu quý. Hy vọng rằng sẽ nhận được sự đồng cảm của tất cả quý vị khán giả và nhắn tin bình chọn cho họ. Kính thưa quý vị, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với phần trình diễn của Trọng Hiếu. Và quý vị hãy nhớ, mã số bình chọn của Trọng Hiếu là 3 và gửi về tổng đài 6370. Và bây giờ, 5 phút bình chọn dành cho Trọng Hiếu bắt đầu. Alo bố mẹ, con chào bố mẹ. Con muốn gửi lời cảm ơn cho bố mẹ và cả gia đình. Tại vì là cả gia đình ủng hộ con rất rất nhiều. Và từ bàn tay không, bố mẹ phấn đấu rất rất nhiều để con theo đuổi được đam mê và ước mơ của con hôm nay. Và vì bố mẹ con mới được đứng trên sân khấu ngày hôm nay. Và tình cảm con dành cho bố mẹ như thế nào, con nghĩ bố mẹ cũng biết rồi. Thì con không cần nói thêm điều đó. Vì vậy con muốn dành bài hát của đêm nay cho các bạn và những người mà đã ủng hộ con. Cảm ơn tất cả các bạn đã dành cho con trai tôi niềm vui và hạnh phúc. Con đường của Trọng Hiếu vẫn còn rất dài và Trọng Hiếu tin tưởng là các bạn luôn luôn ủng hộ mình dù có chuyện gì xảy ra. So, this song is for you. Chiều buồn ấy bên ngoài làm sao, nước mắt không rơi làm sao. Có lẽ tim em giờ cũng đang loay hoay tìm giấc mơ yêu thương ngày ấy. Đường anh đi còn quá dài, đợi chờ anh còn nhớ mệt mỏi. Đời lạnh lẽo em ôm vào giấc em mong chờ ai. Đôi khi anh vội quên mau, cho em muộn ngàn nỗi đau. Đâu hay ta lạc mất nhau. Yêu giờ này ta có những xa xôi đâu nào biết nỗi hoang mang còn giữ gì. Biết đâu tình yêu biết đâu là dối gian bơ ngơ. Anh hôn vào tim một vỡ thẫn thờ. Tạnh lùng đêm tối vẫn đây. Yeah, riêng riêng anh. Ta ta da da ooh. I'm looking right at the other half of me. The peace is set in my heart. There's a space, but now you're home. Show me how to fight for now. And I tell you, baby, it was easy coming back into you once I figure it out. You were right here all alone. Oh, whoa. Con đường xa xôi đâu nào biết nỗi hoang mang. Không có tim muốn vỡ thân thờ. Ngày lâu đêm tối vẫn đây. Yeah, riêng riêng mình anh. It's like in my mirror. It's like in my mirror. It's like you're my mirror. My mirror staring back at me. Staring back at me, yeah. Ooh, no, 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 no. Cảm ơn nhạc sĩ Thanh Tâm, cảm ơn nghệ sĩ trống Bỉnh Khôi và nhóm bè Cadillac. Trọng Hiếu ơi, chúc mừng bạn đã hoàn thành xong phần trình diễn của mình. Quý vị ơi, hãy tiếp tục nhắn tin bình chọn với mã số 3 và gửi về tổng đài 6370 để bình chọn cho Trọng Hiếu quý vị nhé. Hoặc quý vị có thể bình chọn thông qua ứng dụng Momo chuyển tiền. Và bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe lời nhận xét từ phía giám khảo đạo diễn Nguyễn Quang Dũng.
Chúng ta cũng biết là trên thị trường âm nhạc Việt Nam hiện nay có rất là nhiều bài hit, nhiều ca sĩ rất là nổi tiếng và họ hát. Thì chúng ta nhiều khi cũng chẳng nghe, chẳng hiểu cái bài hát như thế nào, bởi vì hát không có rõ lời. Thì tôi đoán là Hiếu cũng sẽ thành ngôi sao. Nhưng mà hôm nay tôi rất là vui bởi vì Hiếu đã ý thức được phải hát rõ lời, mặc dù có những cái chữ nó cũng không có rõ lắm. Nhưng mà vì cái sự cố gắng của em và cái sự ý thức của em, cho nên là hôm nay anh có hai cái điện thoại, anh sẽ nhắn tin cho em cả hai cái số điện thoại. Cảm ơn anh. Xin được cảm ơn đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Và tiếp theo, không biết là ý kiến của nhạc sĩ Đức Trí như thế nào ạ? Mời anh chia sẻ. Tôi không được xem những cái show trước đây của Vietnam Idol, và cho đến ngày hôm qua tôi mới là lần đầu tiên được gặp Trọng Hiếu, và tôi thực sự ấn tượng với bạn. Ấn tượng bởi vì bạn rất tự tin và bạn rất ấn tượng trong cái cách biểu diễn của bạn, và nó có một cái gì đó, cái tiết tấu trong người của bạn rất là đặc biệt, và bạn diễn đạt cái bài hát nó theo cái cách của bạn. Và cho đến ngày hôm nay thì tôi mới bắt đầu lên để xem lại những cái clip của bạn đã diễn những lần trước, thì tôi mới thấy thực sự bạn hoàn toàn có thể trở thành một ngôi sao của ngày mai, và tôi chúc bạn làm được điều đó. Xin được cảm ơn ý kiến của nhạc sĩ Đức Trí. Kính thưa quý vị, và thời gian bình chọn 5 phút cho thí sinh Trọng Hiếu đã kết thúc, và bây giờ thì những khán giả yêu thích thí sinh Nguyễn Duy, chúng ta hãy sẵn sàng để thưởng thức tiết mục của anh ấy và nhắn tin bình chọn cho anh ấy với mã số 4 và gửi về tổng đài 6370. Và bây giờ, 5 phút bình chọn dành cho Nguyễn Duy bắt đầu. Đến với đêm nhạc mang chủ đề nhắn gửi yêu thương tuần này thì Duy muốn gửi tặng một bài hát cho cả ba lẫn mẹ. Ba mẹ không còn ở chung với nhau, và Duy muốn gợi nhớ lại những kỷ niệm đẹp mà ba mẹ đã từng có với nhau. Mẹ mong rằng không có mẹ, không có ba thì con vẫn tiến lên. Mặc dù chúng ta đều bước những con đường riêng, nhưng mà con vẫn mong là cả ba người sẽ luôn vui vẻ và luôn hạnh phúc, cũng như là thành công trong cuộc sống. Xưa này đâu bên ga Tịch Liêu,
vang như bao cung tơ, viết muôn bài thơ nơi xa vắng rồi. Dây vang như bao cung tơ, lướt theo chiều mơ, viết muôn bài thơ nuối tiếc yêu đương xa xưa. Tháng năm nào trôi để nhớ nhung hoài tình yêu như kia. Mây trôi. Xin được cảm ơn Nguyễn Duy. Kính thưa quý vị hãy tiếp tục thể hiện tình cảm của mình với thí sinh Nguyễn Duy, nhắn tin với mã số 4 và gửi về tổng đài 6370, hoặc quý vị có thể bình chọn thông qua ứng dụng Momo chuyển tiền. Và khi quý vị bình chọn thông qua ứng dụng Momo chuyển tiền, quý vị sẽ được miễn phí 3 tin nhắn đầu tiên. Và bây giờ với ca khúc vừa rồi thì chúng ta hãy cùng lắng nghe những lời nhận xét từ phía giám khảo Thanh Bùi. Xin mời anh. Cái điều mà anh muốn khen em á là mỗi ngày khi anh xem em tự tin hơn rõ ràng. Cái đó là một điều anh nghĩ là về mặt cốt lõi á, một chuyện rất tốt. Nhưng mà anh, và thêm một cái điều nữa là anh nghĩ cái thể loại nhạc này cho em á, nó cũng phù hợp cho em. Nhạc xưa nhưng mà em biến thành nó theo một cách mới hơn, nó theo cách của Duy. Anh lại thích cái điều đó. Nhưng cái vấn đề em chưa làm tới cho anh. Anh thấy em còn quá suy nghĩ. Anh nghĩ là nhất là khi em hát, em phải cho nó thoát ra cơ thể của em. Bởi vì cái sự thoát đó mới chạm được vô trái tim của người ta. Anh nghĩ là về mặt định hướng, cái thể loại nhạc này nó tốt cho em. Nó có một cái sự gần gũi đến cái chất giọng của em. Nhưng bữa tối ngày hôm nay em chưa hát cho nó tới 100% cái khả năng của em. Đó là suy nghĩ của anh. Xin được cảm ơn những lời nhận xét từ phía giám khảo Thanh Bùi và Duy Hải. Xin được chúc cho Nguyễn Duy sẽ may mắn buổi tối ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, và thời gian bình chọn 5 phút dành cho thí sinh Nguyễn Duy đã kết thúc. Và chúng tôi sẽ quay trở lại với quý vị với phần trình diễn của Hà Nhi và Vân Quỳnh. Chào đón quý vị đang quay trở lại với Thần Tượng Âm Nhạc Việt Nam mùa thứ 6. Kính thưa quý vị, buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta đã cùng lắng nghe các thí sinh kể những câu chuyện của họ gửi đến người mà họ yêu thương. Và bây giờ, tiếp tục chương trình buổi tối ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng đến với phần trình diễn của thí sinh Hà Nhi và hãy sẵn sàng điện thoại trong tay quý vị nhé để nhắn tin bình chọn cho Hà Nhi với cú pháp mã số 5 và gửi về tổng đài 6370. Và bây giờ, hãy cùng thưởng thức phần trình diễn của Hà Nhi và 5 phút bình chọn cho Hà Nhi bắt đầu. Tuần này Nhi sẽ hát một ca khúc tiếng Anh và ca khúc này nói về tình yêu. Vì thế cho nên Nhi sẽ dành tặng đặc biệt bài hát này tới một người. Đó là người yêu của Nhi. Người này là một cái bệ đỡ rất là vững chắc và là một cái nơi trở về rất là an toàn cho Nhi, bất kể lúc Nhi thành công hay là Nhi thất bại. Và người yêu mà Nhi muốn nói tới đó là mẹ. Mà mẹ nhớ nhá, là con sẽ hát câu hay nhất trong bài hát cho mẹ nghe. Câu này có nghĩa là con yêu mẹ, con yêu tất cả những gì thuộc về mẹ. Without your smart mouth drawing me in you.
I give you all of me, and you give me all of you. Give me all of you. Your curves and all your edges, all your perfect imperfections, 'cause I give you all of me, and you give me all of you. Whoa. I give you được. Cảm ơn nhạc sĩ Lý Huỳnh Long và cảm ơn phần trình diễn của Hà Nhi. Hà Nhi ơi, mời bạn qua đây với Duy Hải. Kính thưa quý vị hãy tiếp tục bình chọn cho thí sinh Hà Nhi và nhắn tin với mã số 5 gửi về tổng đài 6370, hoặc quý vị có thể bình chọn thông qua ứng dụng Momo chuyển tiền. Xin được cảm ơn Hà Nhi với ca khúc rất là cảm xúc vừa rồi, và chúng ta hãy cùng lắng nghe lời nhận xét từ phía giám khảo. Xin mời đạo diễn Nguyễn Quang Dũng ạ. Với cái tiết mục ở cái tuần trước á, thì tôi cảm thấy là có vẻ chúng tôi hơi hối hận khi mà giữ em lại. Nhưng mà hôm nay á, em cho chúng tôi thấy rằng em xứng đáng, hoàn toàn xứng đáng. Chúc mừng em đã trở lại chính mình, có một cái phong cách rất là rõ ràng, và thấy em là một cái ca sĩ đẹp. Anh nghĩ ca sĩ đẹp khác với người đẹp là gì? Tức là người ta thấy được cái cảm xúc của mình, người ta tập trung được cái cảm xúc của mình, và người ta yêu tất cả các âm thanh mà phát ra từ sân khấu. Và hôm nay em có được cái điều đó. Chúc mừng em. Xin được cảm ơn đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Tiếp theo, Duy Hải cảm thấy là hình như anh Thanh Bùi rất là có nhiều điều muốn nói với Hà Nhi, đúng không ạ? Mời anh hãy cùng chia sẻ. Hà Nhi đã quay lại với Hà Nhi mà các anh chị đã chọn những ngày đầu tiên. Yeah. Em thấy không Nhi? Em không cần di chuyển nhiều trên sân khấu em. Em không cần phải điệu, em không cần phải tay chân như thế này. Em chỉ cần đứng một chỗ, dùng cái chất giọng của em, dùng cái mà ông trời đã cho em, là cái chất giọng quá hay. Bữa tối nay khi em hát, anh nghĩ đến cái khoảnh khắc mà anh nhảy lần đầu tiên với vợ anh đó. Thiệt. Và cái lúc đó khi anh nhảy cái bài hát này luôn, và để cho em cho anh cái cảm xúc đó, anh nghĩ rất đặc biệt cho anh. Và nó cũng nói cho anh biết được em có thể làm một nghệ sĩ thật sự. Chúc mừng em. Xin được cảm ơn chia sẻ của giám khảo Thanh Bùi. Kính thưa quý vị, và 5 phút bình chọn cho thí sinh Hà Nhi đã kết thúc. Một lần nữa thì chúng tôi xin được cảm ơn tất cả quý vị đã bình chọn cho thí sinh của chúng tôi đêm nay. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện cuối cùng của đêm Gala 4. Chúng ta hãy cùng lắng nghe Vân Quỳnh sẽ gửi đến quý vị những thông điệp về tình cảm như thế nào. Và hãy sẵn sàng điện thoại trong tay quý vị ơi, và nhắn tin với mã số 6 và gửi về tổng đài 6370 để bình chọn cho Vân Quỳnh. Và bây giờ 5 phút bình chọn cho Vân Quỳnh bắt đầu. Tuần này thì Quỳnh sẽ gửi gắm tình cảm của Quỳnh cho bố của Quỳnh, một ca khúc để nói lên cái cảm xúc của Quỳnh đối với bố. Mặc dù ở xa bố khá lâu, nhưng mà những cái kỷ niệm của Quỳnh với bố từ nhỏ đã rất là in sâu, và đó là một phần rất là lớn trong cuộc đời của Quỳnh, đó là âm nhạc. Bố Quỳnh đã đem đến âm nhạc cho Quỳnh từ thuở bé, đã dạy cho Quỳnh từ những nốt nhạc đầu tiên, từ những lời ca hát đầu tiên. Mặc dù Quỳnh biết bố không có thể hiện ra ngoài mặt, nhưng lúc nào bố cũng rất là tự hào về Quỳnh, Quỳnh biết điều đó. Gia đình và riêng cá nhân bố rất là ủng hộ con.
và chỉ mong là con làm hết sức mình để cho cái niềm đam mê của con trở thành sự thật. Xin được cảm ơn Vân Quỳnh với ca khúc rất là dạt dào cảm xúc vừa rồi. Quý vị ơi, chúng ta hãy tận dụng những giây phút cuối cùng này để nhắn tin bình chọn cho Vân Quỳnh với mã số 6 và gửi về tổng đài 6370, hoặc quý vị có thể bình chọn thông qua ứng dụng Momo chuyển tiền. Và bây giờ thì chúng ta hãy cùng lắng nghe những lời nhận xét từ các vị giám khảo. Cho Duy Hải xin mời đạo diễn Nguyễn Quang Dũng ạ. Rõ ràng em là một cái thí sinh, anh Nghĩa là có một cái giọng hát đầy nội lực và đầy kỹ thuật so với các bạn. Và hôm nay anh rất là vui bởi vì anh nghĩ đây là lần đầu tiên mà anh thấy em hát hết mình, đem hết tất cả những gì mình có, mình hát ra, mà cái điều đó là em thiếu trước đây. Và anh nghĩ hôm nay ba em sẽ rất là hạnh phúc. Chúc mừng em. Xin được cảm ơn đạo diễn Nguyễn Quang Dũng. Và tiếp theo Duy Hải xin mời nhạc sĩ Đức Trí. Đầu tiên là cho tôi xin chúc mừng bạn, bởi vì ngày hôm qua khi anh được tư vấn cho em bài hát này thì anh cũng có nói với em rằng là phải để dành hết tất cả những cái phần cao trào ra phía sau. Và cái phần điệp khúc lúc đầu mình không phải là cái nơi để chúng ta bung nó ra, và em đã hoàn toàn làm được điều đó. Và hơn thế nữa, anh rất thích những cái luyến lấy nhẹ nhàng của em, cái chỗ mà từ cái lần đầu gà trống nuôi có, cái luyến rất là dễ thương, rất là đặc trưng của bạn. Và hơn hết, bạn đã thực sự mang hết tất cả cái tâm hồn của mình đặt vào trong bài hát,
Đó chính là cái điểm mấu chốt để thành công của một người ca sĩ. Và tôi hoàn toàn tin rằng bạn sẽ làm được điều đó. Xin được cảm ơn nhạc sĩ Đức Trí và chúc cho Vân Quỳnh sẽ may mắn đêm nay. Kính thưa quý vị, và thời gian 5 phút bình chọn cho Vân Quỳnh đã kết thúc. Buổi tối ngày hôm nay thì tất cả quý vị chúng ta đã cùng lắng nghe top 6 của chúng tôi kể những câu chuyện thể hiện cá tính âm nhạc, kể những câu chuyện qua cảm xúc âm nhạc của chính họ để gửi đến người mà họ yêu thương. Và bây giờ Duy Hải một lần nữa xin mời quý vị chúng ta hãy xem lại những hình ảnh của top 6 thần tượng âm nhạc Việt Nam mùa thứ 6 buổi tối ngày hôm nay đã trình diễn trong đêm Gala 4. Quay trở lại với đêm trình diễn và công bố kết quả Gala 4 của thần tượng âm nhạc Việt Nam mùa thứ 6. Và một lần nữa thì Duy Hải cũng xin được chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã nhắn tin bình chọn cho các thí sinh của chúng tôi đêm nay. Và qua đây, Duy Hải xin được chúc mừng một khán giả may mắn đã nhận được giải thưởng 20 triệu đồng tiền mặt từ nhãn hàng Clear và Close Up. Chúng tôi xin được chúc mừng chủ thuê bao với 7 số điện thoại cuối 536-6316. Xin được nhắc lại, xin được chúc mừng số thuê bao với 7 số cuối 536-6316 đã nhận được giải thưởng trị giá 20 triệu đồng tiền mặt từ nhãn hàng Clear và Close Up. Một lần nữa chúng tôi xin được chúc mừng. Kính thưa quý vị, buổi tối ngày hôm nay thì tất cả quý vị cũng đã cảm nhận được những câu chuyện mà top 6 của chúng tôi gửi đi những thông điệp yêu thương đến người mà các bạn yêu quý. Và bây giờ một phần cũng rất quan trọng của đêm nay đó là không những các bạn gửi đi thông điệp yêu thương mà bên cạnh đó, những người thân, bạn bè, những người yêu quý của các bạn sẽ nhắn gửi yêu thương đến các bạn. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đón xem. Điều khiến em ngưỡng mộ anh Quân đó là anh rất là kiên trì, rất là cố gắng và luôn luôn trung thành với cả niềm đam mê của mình. Vân Quỳnh rất là cá tính, lúc nào cũng muốn là mình phát huy tối đa cái niềm đam mê âm nhạc của mình. Qua những cái vòng thi của Hiếu, thực sự đằng sau con trai lúc nào cũng lo lắng, hồi hộp và hạnh phúc. Cháu vui là chúng tôi vui, mà cháu buồn thì chúng tôi buồn. Lúc mà bé Ngọc là 7 tuổi, cho anh thì 11 tuổi, là hai đứa nó chỉ có sống với mẹ mà thôi. Mà mình không thể ngờ được là hai đứa nó rất là ngoan. Cái chuyện đam mê của cháu thì không thể nào cản được. Nhưng mà vừa làm cho mẹ vui, nó vừa học và vừa làm như vậy thì mình rất là hạnh diện khi mình có đứa con gái như vậy. Còn một cái kỷ niệm khi mà cô mang bầu em thì Hà Nhi khi đó mới có 5 tuổi, thì Hà Nhi đã tự nấu cơm và làm tất cả các cái việc của gia đình sẽ giúp mẹ mang bầu. Cái tâm lý gì nó cũng biết trước là nó cũng không có bằng ai. Tuần nào vô mấy tuần sau này, coi như là 2-3 tuần sau này đi coi, Duy nói mẹ ơi, mẹ có đem xe không, hoặc mẹ chở con về. Gia đình cả các em thì luôn luôn theo sát con để cho con tiến bước. Mẹ mong điều may mắn luôn đến với con. Con thích con cứ làm, và cái gì đến được với con thì nó sẽ đến. Tất cả cái sự việc con làm là bố mẹ rất tin tưởng con. Cố gắng hết sức và sẽ thành công trên
cái bước đường mà con chọn lựa. Con trai của mẹ giỏi, mẹ mừng lắm. Mọi người luôn ở bên con, yêu con. Kính thưa quý vị, quả thật là rất xúc động với những thông điệp yêu thương mà chính người thân và gia đình của top 6 của chúng tôi đêm nay gửi đến các bạn. Quả thật là các bạn rất hạnh phúc, và một lần nữa Duy Hải xin được chúc mừng cho top 6 của Thần Tượng Âm Nhạc Việt Nam mùa thứ 6. Và bây giờ là giây phút quan trọng nhất của đêm Gala 4 buổi tối ngày hôm nay. Đó là công bố kết quả của khán giả đã bình chọn cho mỗi thí sinh trong vòng 5 phút. Và bây giờ Duy Hải xin mời các thí sinh có tên sau. Khi Duy Hải đọc tên, các bạn vui lòng di chuyển đến vị trí chính giữa ngay sân khấu. Xin mời Minh Quân, Nguyễn Duy. Chúc mừng 4 thí sinh còn lại nằm trong nhóm an toàn. Một lần nữa chúng tôi xin được chúc mừng Trọng Hiếu, Bích Ngọc, Hà Nhi và Vân Quỳnh. Như vậy là 2 thí sinh hiện đang nằm trong nhóm nguy hiểm, đó là Minh Quân và Nguyễn Duy. Chúng tôi sẽ gửi đến quý vị kết quả cuối cùng của khán giả đặt bình chọn sau ít phút nữa. Quý vị đang quay trở lại với đêm trình diễn và công bố kết quả Gala 4 của Thần Tượng Âm Nhạc Việt Nam mùa thứ 6. Kính thưa quý vị, đang đứng bên cạnh Duy Hải đây, đó là 2 thí sinh của đêm nay có số lượng bình chọn thấp nhất, Minh Quân và Nguyễn Duy. Một thí sinh cuối cùng sẽ được lọt vào nhóm thí sinh an toàn. Và thí sinh còn lại nhận số lượng bình chọn thấp nhất đêm nay sẽ phải chia tay với chương trình. Thí sinh có tên sau đây, khi Duy Hải đọc tên, có nghĩa là thí sinh sẽ phải chia tay với chương trình ngay tại đêm Gala 4. Kính thưa quý vị, đêm nay, mặc dù thí sinh này đã rất cố gắng, Duy Hải nghĩ rằng là cả top 6 thí sinh của chúng tôi, các bạn đều đã rất cố gắng để thể hiện những câu chuyện cảm xúc của tối ngày hôm nay để gửi đến quý vị. Nhưng thật không may, thí sinh phải chia tay với chương trình. Xin tạm biệt Nguyễn Duy. Như vậy chúng tôi chúc mừng Minh Quân là thí sinh cuối cùng đã được lọt vào nhóm thí sinh an toàn. Và bây giờ chúng ta hãy cùng xem lại những hình ảnh mà Nguyễn Duy đã mang đến cho Thần Tượng Âm Nhạc Việt Nam mùa thứ 6. Đến với Việt Nam Idol là một quá trình mà có lẽ là khó quên nhất trong cuộc đời của Duy, vì chương trình đã mang lại cho Duy rất là nhiều trải nghiệm thú vị, được học hỏi từ những chuyên gia trong ngành âm nhạc, cũng như là được dạy vũ đạo, sáng tác và được sống và sinh hoạt chung với các bạn trong Idol. Sau cuộc thi Idol này thì mỗi người khó có thể tìm lại được cái không gian mà có thể ngồi cùng nhau hát như vậy. Bên cạnh đó thì cái điều mà đáng nhớ nhất của Duy là khi mà mình liên tục rơi vào top nguy hiểm. Nói một cách dí dỏm là mình may mắn hơn các anh chị khác là mình được hát nhiều lần hơn. Và nhờ đó thì Duy được nhiều lần trải nghiệm trên một sân khấu lớn, nhiều lần được có kinh nghiệm hơn, tự tin hơn. Và đó là một hành trang rất là quý báu khi mà Duy rời khỏi Vietnam Idol. Chúng tôi xin được cảm ơn Nguyễn Duy vì những gì mà bạn đã mang đến cho Thần Tượng Âm Nhạc Việt Nam mùa thứ 6 năm nay. Và chúng tôi xin được chúc cho Nguyễn Duy sẽ luôn giữ mãi niềm đam mê trong âm nhạc và ngày càng sẽ thành công với con đường mà bạn đã quyết định. Kính thưa quý vị, đêm Gala 4 của chúng tôi buổi tối ngày hôm nay xin được kết thúc tại đây. Một lần nữa chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của tất cả quý vị. Xin được cảm ơn các vị giám khảo. Cảm ơn ca sĩ nhạc sĩ Thanh Bùi, ca sĩ Thu Minh, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, nhạc sĩ Đức Trí. Xin được cảm ơn giám đốc âm nhạc của chương trình, nhạc sĩ Huy Tuấn. Cảm ơn ban nhạc cùng với top 6 của Thần Tượng Âm Nhạc Việt Nam đêm nay đã mang đến cho quý vị những phần trình diễn đầy cảm xúc.
và chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị vào lúc 20 giờ Chủ nhật tuần sau trên kênh VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam với đêm trình diễn và công bố kết quả Gala năm. Xin chào và hẹn gặp lại.